365 ngày của một năm lại qua đi, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế cả nước nói chung và ngành ô tô nói riêng, trong đó có siêu thị ô tô Hà Nội. Sau gần 20 năm hoạt động, dưới sự dẫn dắt đầy sáng suốt, nhiệt huyết và tận tâm của Tổng Giám đốc ông Nguyễn Tiến Tùng, siêu thị ô tô Hà Nội đã không ngừng vươn lên và khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường xe ô tô Việt Nam với phương châm hoạt động tạo giá trị từ những chiếc xe cũ. Siêu thị ô tô Hà Nội luôn nỗ lực để cung cấp ra thị trường đa dạng các dòng xe với nhiều phân khúc giá khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng tại thị trường Việt Nam. Trước tình hình khó khăn đó, Ban điều hành siêu thị ô tô Hà Nội đã có những định hướng và chiến lược đúng đắn để thúc đẩy kinh doanh. Cùng với sự đồng lòng cố gắng nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhân viên, siêu thị ô tô Hà Nội chúng ta đã đạt được nhiều thành tích. Về doanh số của năm 2023 vừa qua, siêu thị ô tô Hà Nội đã giao dịch thành công với khách hàng 1.540 xe, hoàn thành 98% mục tiêu đề ra năm 2022. Năm 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa của gara siêu thị ô tô Hà Nội đã tăng 53% so với năm 2022. Với phương châm xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường, siêu thị ô tô Hà Nội đã phát triển phòng truyền thông để thúc đẩy việc quảng bá và giới thiệu nhiều hơn nữa những chiếc xe chất lượng cao đến với khách hàng cả nước. Trong năm 2023 vừa qua, siêu thị ô tô Hà Nội đã tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao nhằm gắn kết, đồng hành, xây dựng và phát triển cùng các showroom anh em trên cả nước, góp phần xây dựng nên thị trường xe ô tô đã qua sử dụng sôi động hơn trong những năm tới. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight. Bên cạnh những thành tích đáng kể đó thì không thể thiếu được sự tận tâm, động viên, dẫn dắt toàn thể nhân viên siêu thị ô tô Hà Nội của Tổng Giám đốc ông Nguyễn Tiến Tùng. Cảm ơn ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên vì đã là một phần không thể thiếu cho sự thành công của siêu thị ô tô Hà Nội trong năm 2023. Chặng đường mới 2024 đang mở ra, chúng ta hãy cùng nhau đồng hành đưa siêu thị ô tô Hà Nội chinh phục đỉnh cao mới, gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa. Năm 2023 đã khép lại một năm đầy biến động và khó khăn. Siêu thị ô tô Hà Nội vẫn luôn nhận được sự tin tưởng, lựa chọn, đồng hành của quý khách hàng để xây dựng nên một thương hiệu uy tín số 1 trên thị trường xe đã qua sử dụng. Chúng tôi luôn ý thức rõ định hướng chiến lược phát triển phải dựa trên những yếu tố hàng đầu như ưu tiên về chất lượng sản phẩm, giá thành cạnh tranh và luôn có những chương trình hậu mãi tốt nhất dành cho khách hàng khi đến với siêu thị ô tô Hà Nội. Điều đó đã minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn, định hướng phát triển của ban lãnh đạo công ty cũng như sự nỗ lực không ngừng của tập thể siêu thị ô tô Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như chất lượng dịch vụ để đáp ứng lại sự tin tưởng của quý khách hàng đã dành cho siêu thị ô tô Hà Nội.